Máy lạnh sáp không lạnh, bị xì ga. Kiểm tra vàng lạnh, các rắc co kết nối không có dấu hiệu xì. Vàng nóng là vàng nhôm, cần tiến hành nhận vàng nóng kiểm tra trước. Khi nén áp suất vào vàng nóng, nhúng vào nước và không có dấu hiệu xì, lắp lại vàng nóng và tiến hành kiểm tra đường ống. Nếu phát hiện xì, kỹ thuật sẽ tiến hành thay ống mới. Give me a chain, rest in peace to my security.